Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này: mùa mưa bão nên tránh ăn những cái thực phẩm này. Nội dung thứ hai: 5 lưu ý cơ bản về an toàn thực phẩm sau khi hết lũ lụt. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Những ngày nay thì thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc vừa trải qua cơn bão số 3 với lượng mưa lớn kèm theo nước dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng. Nguy cơ phát sinh bệnh tật và ngộ độc thực phẩm sau lũ lụt là rất là cao. Vì vậy, để tránh mắc phải những cái nạn dịch như là tiêu chảy, sốt rét, sốt xuất huyết, bạn nên lưu ý một số cái thực phẩm như sau. Thứ nhất là đồ ăn vặt ngoài lề đường. Những gánh bún hay là xe cà phê nhỏ trên đường phố luôn thu hút mọi người tụ tập để ăn uống và nói chuyện. Thế nhưng, bụi bẩn và các loại vi khuẩn rất dễ bám trên các loại thức ăn này, đặc biệt là trong mùa mưa. Do đó thì bạn không nên ăn ở những quán lề đường mất vệ sinh. Hãy ăn trong các cửa hàng để đảm bảo sức khỏe và tránh xa những mầm mống gây bệnh tai hại này. Thứ hai là thức ăn nhiều dầu mỡ. Những loại thực phẩm nhiều chất béo và dầu mỡ có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như là đau bụng hay nôn mửa. Bên cạnh đó, trời mưa ẩm ướt sẽ ngăn chặn quá trình trao đổi chất của cơ thể và tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển. Vì vậy, để tránh các bệnh lan truyền qua nước như là kiết lỵ hay tả, bạn nên tránh ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ. Hải sản. Ăn hải sản trong mùa mưa không phải lựa chọn hoàn hảo. Đơn giản là vì nguồn nước từ sông hay biển bị ô nhiễm do các loại rác thải từ đất liền. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng thủy hải sản và dễ gây ra bệnh. Mì ăn liền. Khả năng trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm hơn vào mùa mưa do thời tiết ẩm thấp. Bên cạnh đó, hàm lượng muối làm từ tinh bột chế trong mì ăn liền rất cao, gây tiêu hóa chậm, từ đó hình thành các cái triệu chứng nôn mửa hay là đau bụng. Cách tốt nhất để tránh những loại thực phẩm bệnh này là hạn chế ăn mì ăn liền. Bạn nên ăn những thức thực phẩm khô, nướng hay là luộc. Rau. Những loại rau lá ở môi trường ẩm ướt dễ hình thành nhiều ổ vi khuẩn và sâu bệnh. Đặc biệt, nguồn nước tưới rau có khả năng bị ô nhiễm vào mùa mưa cao hơn. Vì vậy, bạn nên chọn rau và rửa thật kỹ. Ngoài ra thì hãy luộc rau thật chín kỹ trước khi ăn. Thứ sáu đó là các loại thức uống có ga. Nước có ga có khả năng làm chậm hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm hấp thu chất khoáng và gây rối dạ dày. Hơn thế nữa thì thời tiết ẩm ướt khiến cơ quan tiêu hóa nhạy cảm hơn. Do đó, bạn nên uống các loại nước thanh nhiệt như là trà hay là nước khoáng để cân bằng nhiệt độ và tăng cường hệ miễn dịch. Trái cây gọt sẵn. Có lẽ mọi người thường hay mua các loại trái cây gọt sẵn ở lề đường hay siêu thị. Chúng được bọc trong lớp ni lông, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiện lợi. Thế nhưng bạn có thể biết rằng khi mà trái cây được gọt sẵn sẽ mất đi chất dinh dưỡng và hàm lượng vitamin bị hao hụt. Đặc biệt trong mùa mưa này, độ ẩm không khí cao là cơ hội cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Trong khi trái cây gọt sẵn không được hút trên không nên dễ bị nhiễm khuẩn và có hại cho sức khỏe. Các loại rau củ quả ngâm nước lâu. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, các loại rau củ quả như mướp ngâm nước lâu trong những ngày bão, quan sát bên ngoài mặc dù không có vấn đề gì nhưng rất có thể đã bị ô nhiễm. Do đó cần thận trọng khi sử dụng, bởi thời tiết ẩm ướt, vi khuẩn và vi sinh vật rất dễ xảy sinh ra trên thực phẩm, dẫn đến thực phẩm bị hư hỏng. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. 5 lưu ý cơ bản về an toàn thực phẩm sau khi hết lũ lụt. Những ngày nay thì thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc trải qua cơn bão số 3, sẽ xảy ra một số những cái mối lo ngại về an toàn thực phẩm sau ngập lụt. Khi có mưa bão, lũ lụt, việc ăn uống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn.
Lũ lụt, ngập úng kéo dài và các thay đổi bất thường về thời tiết là những cái điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, gây tình trạng ô nhiễm thực phẩm như là ôi, thiêu, mốc và sinh độc tố. Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong khi xảy ra bão cũng như ngăn ngừa bệnh dịch sau lũ lụt là vô cùng quan trọng. Nước lũ có thể bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật có hại, chất độc từ nước thải, động vật, chất thải, nông nghiệp, công nghiệp và một số chất khác có thể gây bệnh. Bất kỳ thực phẩm, bao bì, bề mặt và dụng cụ nấu ăn nào tiếp xúc với nước lũ đều có thể bị ô nhiễm và không an toàn. Nguồn cung cấp nước cũng có thể là không an toàn. Cũng có thể xảy ra tình trạng mất điện khi lũ lụt. Điều này xảy ra ảnh hưởng đến việc làm lạnh, bảo quản và nấu ăn thực phẩm. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, khi mùa mưa bão, lũ lụt xảy ra, các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm tuyệt đối không sử dụng gia súc gia cầm, thủy sản chết bệnh, chết không rõ nguyên nhân để làm thức ăn hoặc là chế biến thực phẩm. Nhất định phải thực hiện ăn chín, uống chín để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong mùa mưa bão. Nguồn nước sử dụng để uống, để ăn, chế biến thực phẩm trong thời gian này cũng cần phải chuẩn bị để không bị ngập úng hay lũ lụt. Đối với những cái vùng không đủ nước sạch, có thể sử dụng các loại hóa chất sát khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế. Một số lưu ý đảm bảo an toàn thực phẩm sau lũ lụt. Sau khi bão qua, lũ rút, người dân cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ăn chín, uống sôi, đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh, đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm và các cái bệnh truyền qua thực phẩm. Khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh thì nguồn nước sử dụng sau khi hết ngập lụt theo đúng hướng dẫn, khuyến cáo. Sau đây là một số mẹo giúp bạn đảm bảo thực phẩm an toàn khi mà xảy ra lũ lụt. Chuẩn bị trước khi lũ lụt. Nếu đang ở khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nên di chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm đến khu vực khác, tránh xa nơi dự kiến có lũ lụt. Bảo quản thực phẩm trên cao và trong các hộp đựng an toàn, tránh xa nước lũ. Sử dụng đá lạnh hoặc là túi và hộp đựng cách nhiệt để giữ lạnh thực phẩm nếu mất điện. Chuẩn bị sẵn một số đồ dùng thiết yếu như là nước đóng chai, thực phẩm khô để lâu như là lương khô, bánh dinh dưỡng, thuốc khử trùng và nước rửa tay. 5 nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm sau lũ lụt. Để đảm bảo thực phẩm an toàn khi ăn, thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, tức là không tiếp xúc với nước lũ và được bảo quản ở nhiệt độ an toàn, đặc biệt đối với thực phẩm cần giữ lạnh. Chỉ thực phẩm trong lọ hoặc hộp kim loại kín, chưa mở, không bị hư hỏng, chống nước, kín khí mới được coi là an toàn sau khi được vệ sinh và khử trùng trước khi sử dụng. Nên vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nào có thể không an toàn do đã tiếp xúc với nước lũ. Nước lũ bị ô nhiễm có thể đã xâm nhập vào thực phẩm, bao bì và thiết bị lưu trữ, không nếm hoặc là nấu thực phẩm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngay cả thực phẩm trông hoặc là có mùi an toàn cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Cần đảm bảo tất cả các thứ dùng để bảo quản, nấu và ăn thực phẩm đều an toàn trước khi sử dụng lại. Việc vệ sinh khử trùng đúng cách, tất cả các bề mặt và thiết bị đã tiếp xúc với nước lũ là rất quan trọng. Khi mà cần xử lý nước bằng clo hoặc iốt, hãy làm theo hướng dẫn trên chai hoặc là gói. Cố gắng ăn chín, uống sôi trong điều kiện cho phép và nếu được thì nấu ăn gọn từng bữa. Không để thức ăn lưu trữ, rửa tay trước hoặc trong quá trình chế biến đồ ăn sau khi đi vệ sinh. Sử dụng nước rửa tay khô nếu không có nước sạch và xà phòng. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.